để anh em tăng phần hứng khởi cho cái video này. Một chiếc Winner V1 độ rất là nhiều đồ chơi, lên côn dầu, lên đồ chơi gần như full hết rồi, chống đổ, chống điếc các thứ rồi. Cô Béo Mô Tô sẽ test cô cho các bạn. Đây là tua nằm nghỉ, một cây Yoshimura R77 full carbon kèm với cổ bôi inox 304 màu lưới tổ ong. Thì độ rất là lớn. Đây là Winner bản V1 nhá. Heo, đĩa. Bây giờ đang lên chống đổ. Lên luôn con dầu luôn. Đây con dầu đây anh em nhá. Anh em thấy không? Dây con dầu đây nó đi từ đây xuống. Thì bình thường thay thế cái dây côn của bạn là sẽ bằng cái dây côn cơ, và đây là bộ phận pen kéo của Racing Boy. Đấy. Bóp nhẹ cái là nó sẽ kéo đẩy tầm côn. Anh ơi bóp hộ em cái côn một tí được không? Để cho xem cái cơ chế khởi động của nó. Đây anh em chờ tí nhá. Đấy, thấy không? Cái piston này anh em thấy nó đẩy không? Anh bóp vào em phát. Đấy, cái cần này nó thay đổi này. Đấy. Và bây giờ mình sẽ review cho anh em lên côn dầu cho xe nhỏ như thế nào nhá. Ok anh em. Chào mừng anh em. Và chiếc xe đã xong rồi. Bây giờ mình đã rửa ráy sạch sẽ rồi. Nên anh em mình đi quay vlog con V1 này nhá. Để xem một chiếc xe V1 độ như nào cho nó đơn giản và màu mè nhá. Ok anh em, đi thôi. Line is creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. We'll be right back.
this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Trở lại với Quân Béo Moto Vlog, và anh em đã xem suốt cái đoạn clip đấy rồi, và đến đây là cái phần cuối cùng của mình, và phần là anh em nên để ý những cái vlog của mình nhá, luôn là để ở phần cuối cùng những cái review về đồ chơi xe. Về tổng thể chiếc Winix này thì mình cá nhân mình thấy là chủ xe là người đi tour rất là nhiều, nên là anh lắp những cái đồ chơi là gọi là bảo vệ xe, và thiếu nhất là cái gì, là đôi phanh ABS nữa thôi. Vì là tại sao, vì là bạn ấy đã lên đĩa trước của Buji, bản của Thái Lan, Buji Thái Lan dành cho chuẩn cho Winix, và lên con heo Brembo CNC. Con heo này thì anh em để ý thấy không, nó rất là giống con CB150R của mình. Nó chính là một cặp mình lấy về để con này là pass cho TBX nhá, pass TBX, còn con kia của mình là pass chuẩn cho CB150R. Thì hai con này đã lên và mình đã làm pass cho con Winix này lên theo cái đĩa lưng bản lớn này. Đấy, và đĩa trước, đĩa sau. Theo sau thì anh ấy lên Nissin Hi-Pit. Đấy, cũng là đĩa Buji Thái Lan luôn. Lòng đĩa rất là dày nhá, áp chống màu cứng phanh nhá. Đấy, lòng đĩa rất là dày, đĩa bản đĩa của Buji kèm heo Nissin. Đấy, dây dầu Morin. Tất cả lên đã lên full để bảo vệ xe. Và không thể bỏ qua được thêm một cái nữa là bộ phận là hai cái chống độ xuyên khung của Winner. Rất là chắc chắn luôn. Đấy, kèm theo đôi đèn trợ sáng của LED Tool 3 chế độ. Thì anh em xem vlog mình review về con LED Tool 3 chế độ L4 LED Tool 4X này rồi, 3 chế độ sáng rất là nhiều. Để ý nhá, anh em để ý ở trong cái nhân này đã thấy là cái nhân nó khác nhau rồi đúng không? Hai nhân vàng hẳn và hai nhân vàng vờ, thì nó để nó phối màu với nhau, nó tạo ra cái ánh sáng trắng, ánh sáng vàng và ánh sáng vàng hẳn. Đấy, đấy là về tổng thể xe. Thì chiếc xe này chủ xe đã lên thêm, mới nâng cấp thêm đôi tổng phanh tổng côn của Racing Boy chính hãng, hàng Racing Boy chính hãng, tổng côn piston rồi, rất là lớn nhá, tổng 14. Nè, bóp phanh rất là sướng và mềm. Mềm tay lắm anh em ạ. Đấy, đây là bên phanh. Và bên côn thì chủ xe là hay đi trong phố, vào những ngày không đi tour đi phượt thì hay đi trong phố, nên là muốn bóp bóp côn cho nhẹ thì đây đã lên côn dầu rồi. Côn dầu này thì đa phần anh em thấy ở những chiếc Ducati hay những chiếc Big Bike, người ta đều lên côn dầu để làm gì, để cho nó nhẹ ra, bóp cho nhẹ. Đấy, vì là côn của xe to nó bóp rất là nặng. Đấy, lên côn dầu và đa phần là anh em thấy là xe to lên rất là nhiều, nhưng những con xe nhỏ này thì không phải nhiều xe lên lên. Thêm một đôi gương gù của Thái Lan nữa, rất là đẹp. Đấy, LX850 của Thái Lan. Đấy. Cái đèn này thì anh em thấy đấy, đây là đèn Speedy Beat này, nó tích hợp sẵn cái chế độ của hazard cảnh báo. Đây, khi là con này nó lên hazard cảnh báo thì mình bật điện lên. Không thể bỏ qua được cái khóa Smart Key này. Đấy là cái khóa rất là an toàn, khóa của SE, nhưng bây giờ Quân Béo Moto đã sử dụng khóa của con SH300i rồi. Thì đây, bộ phận hazard đây, mình nhắc đến bộ phận hazard. Đấy, anh em thấy không? Gạt lên là bốn con xi nhan cùng sáng luôn. Đấy, thì công tắc Speedy Beat này đã có tích hợp rồi nha anh em nhá. Đây, công tắc Speedy Beat này đã có tích hợp rồi, bật lên đấy là hazard cảnh báo lên. Và công tắc còn lại thì mình chủ xe sử dụng để lên hai quả đèn chữa sáng. Đấy, hai quả đèn chữa sáng. L4X. Và không thể bỏ qua được nữa một con hốc đèn này để passing này. Đấy, chủ xe đi rất kỹ càng luôn. Đấy, một con đèn ở giữa này để passing.
Vâng. Rất là nhiều phụ kiện nâng cấp để làm gì, để chạy tour và cũng để làm kiểm cho xe. Và chúng ta hãy đi qua cái dàn thân xe. Thân xe thì được chủ xe lên cái bộ gác chân, gác chân biker, bộ gác chân biker dành cho winner. Đấy, bộ gác chân biker dành cho winner để trông cho làm đẹp thôi, vì anh này hay đi tour. Đấy, rè chắn bùn sau là bộ phận không thể bỏ qua được. Đấy, rè chắn bùn sau. Wow, nhông xích, anh thấy là bộ nhông xích này là khách đã lên bộ nhông xích 48 răng em ạ. Đấy, bộ nhông xích bản lớn để lấy được góc đầu. Đấy, bộ nhông xích bản lớn kèm xích X1R. Bộ nhông xích bản lớn kèm xích X1R. Cái xích X1R này thì có phớt cao su này dùng cực kỳ là ngon nhá. Nhưng anh em nhớ để ý cho mình 3 tuần đến 1 tháng là phải vệ sinh xích cho mình nhá. Vì là chạy nó rất là êm, chống giật là làm êm hơn, nhưng mà vấn đề là mình sẽ phải vệ sinh thường xuyên hơn. Còn nếu mà bạn mà đi rửa xe mà bạn dùng dầu lin cái là chết luôn bộ mắt này, do cái cao su của nó không co giãn được nữa nên là nó bị chết. Đấy. Có con xe mà lên rất là nhẹ nhàng, nó không bị phá hoàn toàn cái hình dáng của con Winner X, Winner đời V1, nhưng mà nó lên nhìn trông nó cũng rất là đẹp đúng không anh em? Trông nó liền lạc. Đấy, một sản phẩm xe lên rất là liền lạc và không bị thay đổi cái hoàn toàn cái hình dáng của chiếc Winner V1 này. Đấy. Pha đèn chủ xe vẫn sử dụng led pha 2 tầng zin của Winner. Trông rất là liền lạc đúng không anh em? Đấy, cái cảm nhận của mình về chiếc xe này là liền lạc. Đi thì lúc nãy mình có đi test ở trên đường thì mình thấy là cái côn dầu này bóp rất là nhẹ và không bị là mỏi cái tầm tay. Nhưng mà vấn đề là khi mà nói đến côn dầu thì anh em chơi côn dầu thì phải để ý cho mình nhá. Cái hệ thống côn dầu ấy thì là hạn chế cho mượn xe. Vì tại sao? Vì là cái tầm cắt côn ấy. Đấy, camera cắt vào đây cho anh. Tầm cắt côn nó rất là ngắn. Đấy, nên là khi mà anh em bóp cái này đi là nó sẽ bị già côn nhá. Bóp này nó đi nó sẽ bị già côn. Đấy, nên là anh em để ý, vì là chỉ bóp vào đây cái là đã cắt ăn côn rồi. Đấy, nên là hạn chế côn dầu thì hạn chế cho mượn. Vì là có những người ta sẽ có những bạn đi quen về côn dầu thì không nói, nhưng mà có những bạn là chỉ cần đi không quen mượn xe một ngày đi cái là đã cháy bộ lá côn của bạn rồi. Đấy, nhưng mà nên có cái điểm lợi, có cái điểm hại. Thì còn điểm lợi của nó thì rất nhiều. Đẹp này, ok, rất đẹp. Và tiếp theo nữa là đi rất là nhẹ côn. Đấy, xin cảm ơn anh em đã theo dõi vlog của Con Béo Mô Tô và hẹn gặp lại anh em tại vlog tới. Đừng quên like and subscribe nếu mà bạn thích cái video này nhá. Chia sẻ với bạn bè giúp mình. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em tại vlog tới. Ok anh em.